Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sáng nay cho biết, cảnh sát 113 đã khống chế Dương Quang Bình, sinh năm 1977 ở số 12 ngõ 609 Bạch Đằng, đâm chết em rể tại phường Trương Dương trong đêm. Trước đó khoảng 22 giờ tối ngày 18 tháng 2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm có đối tượng nghi ngáo đá, đâm chết một người, tự đốt xe máy và dùng dao uy hiếp cả gia đình. Thời điểm tổ công tác có mặt, đối tượng Bình sau khi tự đốt xe máy của mình để trước cửa nhà, đã phá mái tôn trèo sang nhà em gái bên cạnh đó, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tước dao quật ngã đối tượng và sơ tán các nạn nhân gồm người nhà, hàng xóm xung quanh đang bị Bình uy hiếp. Nạn nhân bị Bình đâm tử vong tại chỗ là em rể, nghệ sĩ nhân dân Vũ Mạnh Dũng, sinh năm 1978, trú tại số 14 ngõ 609 Bạch Đằng. Được biết, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng là một trong những giọng ca opera số 1 của Việt Nam hiện nay. Anh là phó giám đốc nhà hát vũ kịch Việt Nam, vừa được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cuối tháng 8 năm 2019. Giảng viên cộng tác khoa thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phó đoàn trưởng đoàn hát nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Anh từng đạt rất nhiều huy chương và giải thưởng như huy chương vàng bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh, hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004, đoạt giải nhì cuộc thi hát thính phòng nhạc kịch toàn quốc năm 2009, huy chương vàng vai diễn Anh Hà trong vở nhạc kịch Cô Sao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, cúp vàng Festival mùa xuân tháng 4 năm 2016 tại Bình Nhưỡng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhiều người bạn đồng nghiệp khi biết tin nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đột ngột qua đời ở tuổi 43 không khỏi bàng hoàng thương xót.